nhà lại là Châu đây. Sắp đến Tết rồi, liệu cả nhà đã sắm cho mình cuốn sách M2 chưa? À, ý Châu là MacBook Air M2 đó. Cầm trên tay em này mà hơi rén nha. Như anh em có thể thấy là cái đời MacBook Air mới này thì tổng thể của nó không còn độ vạt dốc nhiều như MacBook Air đời trước. Chuyển biến thiết kế nhìn cứ hao hao như với bản Pro ấy. Về phần màn hình, ở bản này có chứa thêm phần notch nè cả nhà, chứa cụm camera Full HD nên chất lượng hình ảnh cũng cải thiện cao hơn so với MacBook Air đời trước đây. Và đặc biệt nha anh em, viền màn hình của em MacBook Air đời mới này cũng nhỏ hơn hẳn, khác với đời Air 2017 trước mà cho review là logo táo phát sáng, thì trên em Air 2022 này là táo đã bóng nha. Cứ cầm con này ra đường mà anh em chỉ cần mở Mac lên thôi, cứ phải gọi là đẳng cấp. Apple đúng là biết cách hạ gục mọi tín đồ. Sở hữu body sang chảnh được đúc nhôm nguyên khối siêu tinh tế. Tổng thể thiết kế màn hình mỏng chỉ 11.3mm nhưng màn hình tận 13.6 inch. Tuy nhiên em này chỉ mới dừng ở tấm màn IPS thôi, giá mà lên OLED nữa thì không còn gì để chê. Nhưng độ phân giải màn hình cao nên cũng không làm ảnh hưởng quá nhiều đến chất lượng hiển thị đâu nha. Màn hình của em này còn có độ sáng 500 nits, giải màu rộng B3 với 1 tỷ màu. Công nghệ True Tone cũng được tích hợp trong phiên bản Mac Air mới nhất này. Đặc biệt sẽ có thêm hai phiên bản màu Midnight xanh đậm và vàng nhạt nữa nha. Năm nay Apple chơi lớn nha, mang hẳn dàn loa của MacBook Pro vào em Air M2 này luôn. Nên là dù anh em có mở mát loa thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến chất lượng âm thanh hay là âm thanh bị méo mó gì đâu. Trong hộp thì có tặng kèm cho anh em một củ sạc bé xinh xinh nè, cả một dây bọc dù Type-C tu mắt xếp nữa, rất là xịn luôn. Hên là Apple chưa áp dụng chính sách bảo vệ môi trường cho em này, chứ không thôi thì bó tay luôn. Ôi mà công nhận cái sạc mắt xếp này xịn vãi chỗ luôn em ơi, rớt luôn. Bên trái thân máy sẽ có một cổng sạc MagSafe, hai cổng kết nối Thunderbolt và bên phải là một jack kết nối 3.5 nè. Về phần trackpad thì em này khá to, độ nhạy thao tác tốc độ vẫn siêu đỉnh nha, không hề dính hay bám vân tay gì luôn nè. Vẫn sử dụng bàn phím cắt kéo quen thuộc nên là gõ rất là đã tay nha anh em. Âm gõ nhẹ không gây ồn ào, nhất là khi anh em phải tăng ca hay có con nhỏ ở nhà mà vẫn phải làm tối ở nhà ấy. Và vẫn có một phím cảm biến vân tay ngay góc phải nè, kim nút on off luôn nha. Một điểm mà anh em quan tâm nhất chính là con chip M2 của em này đúng không? Được cải tiến từ người anh em M1 nên là hiệu suất cũng nhanh hơn 1.4 lần, hiệu ứng và bộ lọc hình ảnh nhanh hơn 20%, hay thậm chí là chỉnh sửa video cũng nhanh hơn hẳn 38% đó nha. Tính ra là với con chip như vậy thì anh em có thể hoàn thành được việc nhanh hơn, hiệu suất hơn và tiết kiệm pin hơn rất nhiều nha. Còn các tác vụ bình thường như lướt web, xem phim, nghe nhạc quá bình thường rồi, anh em không phải bàn tới đâu nha. Về phần pin thì mình thấy cũng thuộc hàng cấp cao đó, nhận điện mát lên tới 94W lận nha, sạc cỡ 2-3 tiếng là đầy rồi. Theo công bố của Apple thì pin của em này tận 52,6 Wh lận đó. Tức là anh em chơi game, xem phim, nghe nhạc hay video thoải mái là tới 18 tiếng lận nha. Ủa tính ra cũng được cả ngày chứ bộ. Tổng kết lại thì cho thấy em MacBook Air M2 này có phần tay thỏ mới nè, và thiết kế body thì cũng sang trọng hơn hẳn, y chang như là Mac Pro luôn nha. Chip M2 sẽ giúp anh em xử lý công việc nhanh hơn, hiệu suất hơn rất là nhiều. Và giá ở thời điểm Châu quay clip hiện tại chỉ có hơn 26 củ thôi. Anh em cần thì để lại dưới phần comment cho Châu nha. Nhớ like, share và subscribe cho Minh Tuấn Mobile nhé. See ya.